Hello cả nhà, chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào. Và hôm nay tập này họ sẽ ngồi đây và tâm sự với tất cả các bạn những cái gì đang diễn ra ở nước Mỹ, cũng như là về cái mental health, có nghĩa là cái tinh thần của mình như thế nào từ bữa đến giờ. Nếu như các bạn có để ý thì bữa giờ Hào ra đi video không có đều. Và nếu như bạn có xem Hào từ khi mà Hào làm Hello Hào đến bây giờ đó, thì hình như là Hào đã mập lên gain weight đó các bạn, khoảng mấy ký rồi. Và lý do là không có đi ra ngoài được nhiều. Cái thứ hai là không có gym. Và cái thứ ba là ở nhà không như thế này đó, thì cái đầu óc và cái tinh thần của mình nó rất là uể oải. Mặc dù đó là Hào cố gắng nói với mình là mình phải làm cái này làm cái kia, và Hào cũng có làm cái điều đó, nhưng mà hiện tại đó thì cái reality, là cái sự thật đó, nó không có phản ánh được cái tương lai. Nên là những cái vấn đề từ bữa giờ diễn ra nước Mỹ, mà cộng lại cái con người của Hào rất là ambitious, nên là cái chuyện mà để cho mình có thể suy nghĩ thoáng ra và không có bị stress khi mà ở nhà, không có đi đến đâu. Và cái lý do mà Hào làm cái video này đó là muốn để lên đây, để mà nếu như mà bạn nào mà ở Mỹ á, hoặc là những cái bạn mà đang trong cái tình trạng như Hào đó, thì chúng ta sẽ có cùng một cái sự chia sẻ và sự đồng cảm. Và Hào đang từng ngày mà để vượt qua cái này như thế nào, thì Hào muốn để cho các bạn thấy, để mà chúng ta có thể cùng nhau vượt qua. Và hy vọng là bạn có thể chia sẻ những cái điều đó ở dưới cái comment cho Hào nhé. Nếu như mà các bạn có coi báo đài đó, thì từ bữa đến giờ là nước Mỹ là dẫn đầu, top đầu của cái case cũng như là đại dịch corona này thế này. Nhưng một điều hơn là Hào ở Washington State đó các bạn, là cái người mà thống đốc của cái bang này rất là cẩn thận. Nên là hiện tại là cái nơi Hào ở chỉ là ở phase 2, có nghĩa là reopening, có nghĩa là mở cửa lại. Phase 2 là tới bước thứ 2 thôi, có 4 bước lận. Và hiện tại thì bang Hào đang dậm chân tại chỗ vì những tình hình case nó đang rất là cao. Nếu như các bạn nào mà lo lắng là Hào sẽ có bị cái gì không, thì các bạn được yên tâm là vì Hào ở nhà không thôi, Hào không có dám đi ra đường. Chỉ có đi chợ hoặc là tập thể dục thì Hào cũng tập ở nhà. Nên là các bạn hãy yên tâm nhé. Nhưng mà cũng vì cái lý do mà ở nhà riết đó, là như là không phải ở tù, nhưng mà thực sự là cái đầu óc của mình nó không có suy nghĩ thông suốt được. Là tại vì Hào là một con người rất là ambitious, là như là các bạn đã biết Hào cũng hay nói trên video của mình. Thế là cứ phải nghĩ cho tương lai, nhưng mà cái tương lai hiện tại là không thể nào mà nói ra được cái gì hết. Bên cạnh đó thì Internet là một cái mà không có giúp ích được rất là nhiều nếu như mà mình cứ bị dán mắt vào trong đầu Internet. Các bạn biết là Hào có Facebook, Hào có Instagram, thì ở không mà lúc nào cũng mình lên chỉnh coi có ai viết gì không, rồi cứ thấy là bạn bè ở bên Việt Nam rồi những cái nước khác là được mở cửa lại, được đi chơi, cuộc sống họ lại bình thường, mà mình ở bên này thì cũng y như vậy. Và tổng thống của nước Mỹ là Donald Trump đó các bạn, là cái người mà không có giúp gì được cho cái đại dịch này hết, mà còn không tin vào khoa học. Việc cái việc mà đeo khẩu trang thôi là cái nước Mỹ nó cứ xào xáo lên, có người nói đeo, có người nói không đeo. Trong tình hình đất nước đã như thế này rồi mà ông ấy còn ra những cái điều luật giống như là những cái bạn học du học sinh là sẽ phải sắp bị đuổi về trong cái mùa thu này, nếu như mà họ học online là sẽ tất cả là sẽ bị đuổi về nước hết. Du học sinh là cái nguồn thu nhập của nước Mỹ, là cái nguồn rất là tốt mà giúp cho được cái nền kinh tế của nước Mỹ đó các bạn. Nên là hy vọng rằng November là tháng 11 này mọi người nào mà có quốc tịch, nếu như mà bạn ở Mỹ là làm ơn bạn hãy bầu cho Biden, bạn đừng có vote for Trump, bởi vì Trump là cái người sẽ làm chia rẽ đất nước và không có đem lợi ích gì được cho chúng ta và những con cái chúng ta sau này nữa. Ok, bây giờ mình bỏ qua Trump đi, mình trở lại Hào nha các bạn. Thì từ bữa đến bây giờ là cũng được 4 tháng ở nhà rồi, và Hào lúc nào cũng cố gắng là làm cho mình cảm thấy bận rộn, nhưng mà hình như là càng làm cho mình bận rộn và càng suy nghĩ về cái tương lai và đặt ra mình một những cái định hướng là mình sẽ làm thế này, mình sẽ làm thế kia. Thay vì đó là người Mỹ nó có một cái câu là go with the flow, có nghĩa là cứ để tự nhiên đó, thì có vẻ sẽ tốt hơn. Thì trong một tuần bắt đầu từ thứ hai trở lại đây thì cứ Hào cứ tà tà, Hào cứ bình thường, Hào làm những cái điều mà Hào thích. Hào không có cố gắng mà cứ phải đẩy mình đi vào một cái nề nếp và một cái khuôn khổ nào nữa. Hào chia sẻ với tất cả các bạn ở đây, không phải là các bạn phải làm theo Hào. Mỗi một con người, mỗi chúng ta sẽ có một cái cách sống khác nhau. Nhưng mà vì Hào là một con người rất là ambitious, nên là
Hào lúc nào cũng phải đẩy mình xa thật là xa, đẩy mình để mình có thể tiến bộ hơn, mình phải tốt hơn. Lúc nào các bạn có để ý là ở trong người mình á, là gọi là inner self, là cái người bên trong mình lúc nào cũng có một cái tiếng nói. Nó cứ nói với mình là đi đi xa đi, cố gắng lên, tiếp tục. Rồi một lúc nào không hay đó, mình lại bị đẩy quá xa so với cái mục tiêu của mình và mình lại bị đi lạc hướng. Thì Hào nghĩ là Hào đang ở trong cái tình trạng đó. Và Hào muốn chia sẻ với mọi người để mà nếu mà mọi người có thấy được cái điều này đó, thì mọi người hãy bình tĩnh và dừng lại và lấy một cái phút giây nào đó mà ngồi mình suy nghĩ lại mình đang làm gì trong cái thời buổi đại dịch như thế này. Và thật sự là để mà đặt ra một cái câu hỏi và muốn một cái câu trả lời cho tương lai, hiện tại là không có. Vậy thì trong vòng gần một tuần nay Hào đã làm gì? Các bạn biết là Hào chơi video game, Hào tập thể dục, Hào ăn uống điều độ lại và Hào dậy sớm, Hào cố gắng đi ngủ sớm và dậy sớm. Mặc dù là 2 tuần trước đây Hào có học thêm những cái course online đó các bạn, thì Hào sẽ vẫn làm điều đó. Nhưng mà đó, hiện tại đó, Hào muốn cái mental health là cái tinh thần của mình nó tốt cái đã. Rồi khi mà tinh thần mình tốt thì mình sẽ làm được nhiều thứ hơn nữa. Hơn là mình cứ cố gắng mà cứ đẩy mình đi thật là xa rồi cái mental health, cái tinh thần của mình nó không tốt. Bởi vì một cái điều là nếu như bạn nào mà đi định cư nước Mỹ thì bạn sẽ hiểu được những gì Hào nói, đó là ở bên này đó, khi mà bạn mở mắt ra thì cái đầu óc của bạn nó phải làm việc liên tục. Mình Hào không có muốn là so sánh với lại khi mình ở Việt Nam hay là ở Mỹ, nhưng mà là cuộc sống ở Mỹ là như vậy. Và nếu như mà bạn có coi những cái American Dream chuyện chưa kể của Hào thì Hào cũng có nói cái điều đó. Nên là hiện tại đó, Hào khuyên các bạn, nếu như mà bạn nào mà xem được cái video này và trong cái trường hợp của Hào thì bạn nên là lấy một phút nào đó và bình tĩnh lại để mà có thể có một cái tinh thần tốt hơn. Bởi vì đường đi mình còn rất là dài và hiện tại cái reality là cái hiện tại này á, nó sẽ không có phản ánh được cái tương lai của bạn. Và nếu như mình cố gắng mình đào sâu lên nữa để mình tìm được cái câu trả lời á, thì mình sẽ đi vào cái ngõ cụt. Cho nên là Hào sẽ cố gắng làm YouTube và Hào sẽ cố gắng đem cái mix setup của mình đến gần với tất cả các bạn hơn. Qua đây Hào cũng xin cảm ơn 800 subscriber đã subscribe cái channel của Hào và hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái kênh YouTube này hơn. Bạn nhớ là để lại những comments cũng như là bạn có thể share kênh cho Hào nhé. Hào mong là cái video này sẽ có thể giúp ích được cho rất là nhiều bạn. Nếu như mà bạn có những cái sự đồng cảm, những chia sẻ với Hào thì các bạn nhớ là để lại những comment. Cũng như Hào sẽ để cái Facebook cũng như cái Instagram của mình, nếu bạn muốn liên lạc với Hào thế nào đó để mà trao đổi tâm sự thì chúng ta sẽ có thêm được những cái kết nối tốt hơn. Và hy vọng rằng Hào sẽ gặp lại các bạn ở cái tập tiếp theo của Mix It Up. Ok, bye bye.